thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn bạn thân ở Mỹ đã đồng hành và với Bùi Hồ trong những cái hoàn cảnh khó khăn và trong những cái chuyến hát và đầy ý nghĩa như thế này. Là 15 tuổi là được có chồng rồi. 15 tuổi là được có chồng đúng không? Dạ. Và như vậy là một buổi phát quà cũng đã xong. Bà con cũng hớn hở đem những cái phần quà của mình về. Và một lần nữa thì dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại làng Cùi thuộc huyện Chư Gông, tỉnh Gia Lai. Theo khảo sát ở những video clip trước các bác anh chị thì ngôi làng này có 20 hộ gia đình đang gặp khó khăn. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ thay mặt cho bạn Hằng ở Mỹ để phát những cái phần nhu yếu phẩm cũng như là một ít hiện kim. Trước khi vô đây thì Bùi Hồ cũng như là nhờ em Hiển đi lại cái tiệm tạp hóa để mà mua những cái phần nhu yếu phẩm, như là mỗi một hộ như vậy là sẽ được 10 kg gạo nè, rồi một thùng mì, một lít dầu, một bịch xà bông. 10 kg gạo thì là 160.000 các bác anh chị, thùng mì thì 72.000 một thùng, rồi một lít dầu thì 37.000, một bịch xà phòng thì 35.000, tổng cộng mỗi một phần như vậy là 304.000. Thì cho 20 suất thì là 6.080.000 đồng. Còn đây là mình sẽ phát thêm cho các bé cái phần thùng sữa, một thùng sữa với lại 3 hộp bánh, mình chia đều cho các bé ở trong cái làng này. Cũng mong rằng đây là một cái phần quà nó không có lớn lắm, tuy nhiên nó sẽ mang lại một cái gì đó tinh thần về tình người với nhau, cũng như là hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa thì trước khi phát thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn bạn Hằng ở Mỹ đã đồng hành với Bùi Hồ ở những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung và làng Cùi ngay tại tỉnh Gia Lai nói riêng ha. Em nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Sinh năm 96 hả? Em có mấy đứa con? Ba đứa. Đứa lớn nhất nhiêu tuổi? 2012. 2012. Năm nay học lớp 7 rồi. Là 14 tuổi. 15 tuổi. Sinh năm 96. 96 là năm nay là khoảng 28 tuổi. Vậy là 28 tuổi mà có con 15 tuổi. Có con 15 tuổi hả? Không, con bé năm nay là 13 tuổi thôi. 28 tuổi là 15 tuổi là được có chồng rồi. 15 tuổi là được có chồng đúng không? Giờ ông xã làm gì? Thì bé đó lúc em mang bầu thì bé đi lấy vợ khác. Chồng mới lấy. Rồi anh em về sau nhé. Chồng đi lấy vợ khác hả? Dạ, lúc con bé đầu á, lúc đang mang bầu thì lúc đang mang bầu thì bé cha con bé đó đi lấy vợ khác. Đi lấy vợ khác bỏ em. Dạ. Mang bầu đến bé này á hả? Không, dạ vừa mình lấy chồng mà có bé đó nè. Nhưng mà em nói là có chồng là có con năm nay học lớp 7 rồi mà. Dạ con đầu á, đó là chồng khác hả? Dạ. Em có mấy chồng? Hai đời chồng. Hai đời chồng. Dạ. Chồng khác có mấy người con? Một đứa thôi. Một đứa thôi. Còn dạ, chồng này là có hai người con nữa. Dạ. Là ba đứa con. Dạ. Là 15 là yêu đương yêu rồi. Đúng không? Chứ là sao? Hả? Không biết được đâu, con nhỏ xíu. Không biết hả? Tại sao không biết? Thì bố mẹ... Hả? Không biết được đó, bố mẹ không cho lấy. Bố mẹ không cho lấy? Tại sao mà mình lấy? Thì liền yêu thì... Hả? Liền gặp nhau thì thương, bố mẹ không cho lấy nhưng mà cứ liền đi. Lấy lúc đó là mình lấy chồng hay mình cưới chồng hay là chồng cưới mình? Chưa có cưới đâu. Vậy hả? Dạ. Là có em bé luôn. Dạ. Lúc đang mang bầu thì cha con bé đó đi lấy vợ khác. Vừa mang bầu là đi lấy vợ khác rồi. Dạ, lúc đó thì con nhỏ quá không dám nói. Con không dám nói cho ai nhưng mà
lúc đó bảo đi bỏ cái thai, nhưng mà lúc đi thì à, bây giờ cái lúc đi thì bảo thai đó là được 6 tháng rồi không được bỏ. Thế bây giờ mình làm gì mình sống? Thì đi làm thuê làm mướn người ta chứ thì mình đi làm. Ngày nhiêu? Ngày có 200. Ngày có 200 thôi. Bây giờ làm thuê làm mướn là ai thuê gì làm đó hay là có nghề? Thì người ta kêu thì mình đi làm, người ta không kêu thì ở nhà. À, rồi ai giữ con? Thì bà ngoại. Bà ngoại. Rảnh thì lên lên nương. Thì ai kêu thì làm như vậy thôi. Đây là những cái gùi của người cô chú là đồng bào Gia Gai á, chuẩn bị để xếp để nhận cái phần những cái phần quà nè. Khó chở quá hả anh? Dạ. Anh không có xe rồi sẽ lâu em. Đúng là dùng Tây Nguyên đất đỏ thiệt ha. Gớt hả vậy anh? Gớt hả? Không, cái mô không bị dơ. À, đây các bác anh chị, mỗi một phần như vậy là được 10 kg gạo, mì, nước tương, dầu ăn. Đó, bà này chở thêm nè. Và quà cũng đã chuyển đến là cô bác anh chị, gồm có 20 phần gồm gạo, mì với lại nước tương, với lại dầu ăn đó, và có các bé nhỏ nữa nên thành nữ là cũng có sữa nữa ha. Và phía trước hình ảnh cô bác anh chị, đây là những cái chiếc gùi mà các đồng bào Gia Gai ở đây đi nương đi gãy á, để mà lao động đó. Thì cũng cô bác trường hàng ngày hôm nay cũng tập trung đầy đủ lại đây để mà nhận những cái phần quà yêu thương từ bạn hàng ở Mỹ. Và ở đây là làng cùi này chỉ có 20 hộ gia đình, thì mỗi một hộ gia đình như vậy là sẽ nhận đầy đủ hết. Tuy nhiên các bé nhỏ nhỏ như thế này nè cũng sẽ nhận được cái phần sữa các bác anh chị. Và nhìn thấy rất là dễ thương ha. Đây là một cái phần mà mình nghĩ là sẽ chia sẻ phần nào những cái khó khăn của cô chú đồng bào ở đây. Cũng mong là những cái phần quà này sẽ an ủi tinh thần, cũng như là nhường cơm sẻ áo để cho các cô chú có những cái tinh thần động lực để phấn đấu hơn trong cuộc sống. Mặc dù là căn bệnh cùi là một căn bệnh đã được đẩy lùi rồi, nhưng còn đó để lại những cái vết thương còn hằn trên da thịt, để lại những cái đôi chân tay không lành lặn mà hiện nay rất nhờ sự chung tay giúp đỡ của cô bác quý anh chị quý mạnh thường quân ha. Mình nhận khá là bất ngờ khi mà cô chú ở đây đó, đứng xếp hàng rất là ngăn nắp luôn để mà nhận những cái phần quà yêu thương ha. Và mỗi một hộ gia đình làm sẽ có một cái gùi và mình sẽ phân ra rồi cô chú sẽ bắt đầu nhận từ từ ha. Cũng thông tin với cô bác của chị, làng cùi thuộc huyện Chư Gông, tỉnh Gia Lai. Ở đây là làng cùi tên gì của nước tiêu anh? Làng cùi à? Tên gì? Làng của cô bác chị làng Bầu à? Làng này làng Bầu hả? Làng tên gì à? Làng cùi, cái này là làng cùi mà. À. Đây là la, còn gọi là làng Pháp Cùi. À, làng Bà La. Làng cùi. Dạ. Đây là tên làng cùi, không có làng gì nữa. Chuẩn bị nhân quà bà vui không? Ừ. Bà mừng không? Anh mừng không? Mừng không? Dạ mừng. Mừng chứ. Mừng. Mừng. Mừng không con? Cô này là lớn tuổi nhất đúng không? Bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ phân những cái phần quà sau đó sẽ phát ha. Dạ cô chú ơi, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái phần quà này vô gùi thì mình về một lần một được không? Ha. Mình sẽ bỏ một cái phần quà gồm có gạo vô trước nè, rồi để mì lên, rồi để dầu ăn lên, để xà phòng lên, rồi sau đó mình sẽ cùng đi về một lần một. Còn bạn nào có cô chú mà có bạn nào có em bé nhỏ đó
thì mình sẽ được nhận sữa với lại bánh nữa. Có em bé lại đây luôn nha. Và ngày hôm nay thì có được Hiển cũng theo đồng hành hỗ trợ nè. Cảm ơn Hiển nhiều nha Hiển. Một người con Gia Lai rất là dễ thương ha. Và đồng hành với Vườn Hồ có em Nhân nữa nè cô bác anh chị. Nhân cảm giác em sao nha? Rất là thương bà con á anh Hồ. Khi đến đây thì mặc dù mình trước giờ mình chỉ xem qua phim ảnh hoặc là sách báo thôi, nhưng mà hôm nay mình tận mắt mình chứng kiến thì mình thấy thương bà con dữ lắm. Đây là một ngôi làng đã từng bị biệt lập. Đúng rồi. Hôm nay thì nhờ tình thương của mọi người thì mới có được những món quà như thế này, ổn định cái cuộc sống hơn. Thật ra đây là một cái ngôi làng mà hơn 50 năm về trước mọi người thường hay bị xa lánh và thậm chí là có sự kỳ thị gì đó, nhưng mà bây giờ thì mọi người mang cái tình yêu thương đến đây, mình cảm thấy nó rất là ấm cúng hơn cả nhà, rất là ấm cúng đối với tình cảm của bạn các của bạn hàng là Việt kiều ở Mỹ nè, ấm cúng với tình người Việt Nam mình dù ở đâu cũng hướng về quê hương, về đồng bào. Kiểm tra giùm anh. 12 chai này, 12 tóm là 20 chai. 20 chai. Rồi đủ đủ chưa? Rồi. Rồi cảm ơn anh nhiều ha. Cảm ơn bọn em nha. Dạ dạ. Ủng hộ anh đây. Dạ. Rồi. Bây giờ thì bà con cô chú ở đây á có đem mỗi một cái hộ như vậy là có một cái gùi thì mình sẽ bỏ mì với gạo vô trước ha. Dầu ăn, bột giặt nè. Nãy giờ lu bu quá cũng không nhớ rõ là bao nhiêu thứ. Ngoài ra thì các bé thì sẽ có thêm bánh với lại là sữa. Đó, cái chiếc gùi này cũng đa công dụng lắm, cô chú anh chị thấy không? Được và từ thiện cũng được nữa. Nhìn dễ thương ghê. Một ngôi làng như thế này thì chỉ có 20 hộ dân thôi. Bà con thì đùm bọc nhau rất là nhiều. 20 hộ dân thì có già trẻ lớn bé, có những bé thì sinh ra và gắn bó cuộc đời của mình ở đây luôn. Một ngôi làng nằm sâu trong rừng cây và phải đi qua những rẫy cà phê rất là rộng và dài thì mới vào được. Cũng qua những thước phim này thì cũng hy vọng anh cô chú anh chị gần xa có thể là biết được và có thể đến đây để thăm bà con nơi này, cuộc sống nhiều khó khăn lắm. Bởi vì khi mà mắc cái căn bệnh cùi này á thì khó khăn trong sinh hoạt, trong lao động. Sau đó mình sẽ bỏ vô ăn hết ha. Khó để mà anh bỏ cái này em bỏ dưới đi ha. Công việc. Dạ. Ngoài ra thì sẽ có tiền cho bà con nữa nha cô chú anh chị. Đây. Đồng bào dân tộc ở đây là sau đó là sẽ mỗi Gia Rai. Một hộ như vậy là cũng Gia Rai đúng không Hiển? Dạ bà. Tất cả đều là người Gia Rai hết hả chị? Năm. Dạ. Chị là từ nhỏ là ở đây luôn rồi hả? Sinh ra ở đây luôn. Làng mình hồi trước là đông hơn, sao hôm nay còn có 20 hộ thôi? À, những người già là mất. Chết hết rồi. Đứt tay, nhưng mà có những ai sau khi mà bệnh bớt rồi thì rời khỏi làng không?
Không, à, gắn bó với ở đây luôn. Dạ. À, và mỗi một hộ như vậy là cũng sẽ nhận thêm 100.000 đồng tiền mặt để có thể mua những cái nhu yếu phẩm khác hoặc là để trang trải cuộc sống trong gia đình ha. 100.000 tiền mặt cho dạ. 20 hộ. Dạ. Dạ. Tiền này là ra ngoài tiệm đổi mới có. Dạ. Dạ dạ, không có thiếu đâu. Dạ. Dạ. Dạ rồi rồi. Ở đây để có đi nữa. Một vòng xong rồi còn lại dạ. Là sẽ tại vì 20 hộ là 2 triệu đồng là soạn sẵn hết rồi. Còn một gùi ngoài trước nha anh Hồng. Ok. Đúng không? Còn một gùi đúng rồi. Rồi cái gùi ngoài trước đây bà con chỉ đây nè. Đây, bà con ở đây thì san sẻ đủ hết. Dạ, bây giờ thì hộ nào có các bé đó thì mình sẽ nhận luôn cái mỗi một bé vậy là được một lốc sữa ha. Mấy bé đâu rồi? Tụi con. Qua đây lấy sữa. Đây ba chưa đây mổ. Mấy bé ở đây à, các bé xếp hàng đây. Anh Hồ ngồi xuống dưới mấy bé chụp tấm hình cái rồi. Mấy bé lại cho chú. Có hai bạn này, có hai bé nhỏ nha. Rồi con bạn nào nữa? Nào. Anh Hậu đứng vô với mấy bé nè anh Hậu. Nhìn dễ thương ghê ha. Nè. Con bạn nào không? Con bạn nào chưa có sữa không? Mấy bé. Bà con cô bác ở đây rất là dễ thương luôn á. Chỉ còn một lốc sữa nữa là hết rồi. Cho bé nhỏ nhất đi ha. Bạn này đi ha. Còn bạn nào chưa có? À, khui ra cái này, khui ra chắc bé uống được không hay sao? Em ơi, con đây con đưa hai đứa nhỏ. À, đây đây mà không dám nói. Rồi, à, như vậy là còn các bé còn nhận bánh nữa nha. Đây con. Nè. Nè. Dễ thương ghê á. Hình như mấy bé không có, mấy bé chưa được dạy tiếng Việt hả? À. Đâu, bạn nào có sữa là có bánh nè. À. Dạ. Yeah. Đây cái tay của người mẹ hay người bà á, không còn bà ngoại không bà còn ngoại. mấy cái chi nữa mất hết rồi. Nên là nè, thành thử là bây giờ cô lấy được cũng rất là khó. Còn bạn nào nữa không? Nè, cho mỗi bạn hai bịch luôn. Bạn này cho bạn này ôm không nổi luôn. Đây. Bạn này hồi sớm là hai bé nhưng mà có một bịch sữa đúng không? Nè, cho luôn. Bé này là bé bự. Mình sẽ khui ra hết luôn ha. Đây còn bạn nào chưa có không? Này. Bỏ vô gùi giùm luôn. Bây giờ còn nhiêu đây mình sẽ chia cho bà ăn ha. Chia ra ăn chơi. Thèm quá. Thèm quá. Thích bánh quá. Nó có một cách nó đây. Ăn luôn hả? Rồi xé ra ăn luôn đi. Còn một hộp nữa. Đúng rồi, cho hết luôn. Sau đó thì mình sẽ gom vệ sinh lại. Rồi mời các cô các chú dùng bánh. Ôi. Dạ. Rồi có mời bà các cô các chú dùng bánh ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14,
đôi lúc 15, 16, 17, 18, 19. Xa xỉ đối với những bà con như này. Rồi, ăn đây nè. Không có lao động, tiền không có quá nhiều. Rồi. Chất thì dạ. Đâu có đời nào. Nhân em à. Nãy giờ thì cầm máy giùm anh Hồ cho nên là không có vào để phụ bà con được. Bây giờ anh Hồ nhờ nói cái lời tổng kết. Thì rất là vui khi mà hôm nay làm được cái điều này. Nhưng mà cũng nếu như không có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, thì Nhân và anh Hồ và bạn Hiển đây cũng không thể nào mà có được những món quà này cho bà con. Cho nên là trân trọng nhất vẫn là tấm lòng của cô chú anh chị gần xa. Và hy vọng rằng những thước phim này không chỉ là một cái kỷ niệm với mấy anh em, với Mạnh Thường Quân, mà còn là một cái câu chuyện được muốn trao gửi đến cho tất cả cô chú anh chị gần xa, để biết được cuộc sống của bà con nơi này, để có thể đến đây thăm hỏi bà con, hỗ trợ bà con. Nếu như mà dời thời điểm vào về hơn nửa thế kỷ trước á, thì những ngôi làng như thế này là không ai dám bén mảng đến hết. Đó là một cái sự kỳ thị rất là lớn vào ngày xưa. Nhưng mà bây giờ thì tấm lòng đã được nhân rộng rồi, cho nên là bà con mới có được những món quà như thế này. Thì con cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân, tụi con đến đây thì chia sẻ bà con như thế này ha. Rồi hy vọng rằng sắp tới thì có nhiều cô chú anh chị thương bà con nữa rồi đến đây giúp cho mình nhiều hơn ha, để mình đỡ khó khăn hơn nha. Dạ rồi, con chúc sức khỏe cho tất cả mọi người. Chúc cho cái bệnh của mình á, thì giờ mình cố gắng uống thuốc đúng không? Dạ rồi, cố gắng mình giữ sức khỏe ha, để sớm làng mình rất là đoàn kết, tụi con thấy rất là thương. Thiếu một phần cho ai đó là sẽ nhắc nhau à, chứ không phải là dành hay là muốn dành cái phần cho mình đúng không? 20 phần đủ 20 hộ là 20 hộ, bà con nơi này rất là đoàn kết. Thì con cũng lời cuối thì chúc cho mọi người, tụi con ở xa cho nên là có lẽ là rất là lâu nữa mới gặp lại. Chúc cho bà con nhiều sức khỏe ha. Dạ rồi, chào tất cả mọi người ạ. Dạ. Ôi dễ thương ghê. Dạ, dạ rồi, xúc động quá luôn. Lo công việc chiều nay nữa. Rồi, con mời cô chú đem phần quà của mình về ha. Chúc ông bà cô chú sức khỏe dồi dào. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Ba em đại diện ha. Mình khó khăn không có tay không có chân. Cảm ơn em cũng ba em, mình cảm ơn hết tất cả. Dạ. Bà con chúng mình, mình nói không nhiều nữa, rồi nói ít thôi. Dạ thôi, mình đem còn phần quà của mình về. Dạ rồi, về lo công việc. Dạ. Chiều nay nữa còn phần công việc nữa. Dạ, dạ. Dạ. Và như vậy là một buổi phát quà cũng đã xong. Bà con cũng hớn hở đem những cái phần quà của mình về. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn bạn Hân ở Mỹ đã đồng hành với Bùi Hồ trong những cái hoàn cảnh khó khăn và trong những cái chuyến phát quà đầy ý nghĩa như thế này. Và Bùi Hồ sẽ còn đi đến thăm những cái ngôi làng khác nữa để chia sẻ những hình ảnh rất là quý báu, để san sẻ những cái niềm đau, để nung đúc những tinh thần để cho cô chú có sức khỏe vượt qua những lúc khó khăn ha. Rồi em bé điệu phía trước, cái lùi này điệu phía sau. Nhân cảm thấy dễ thương không? Các cô chú rất là dễ thương đúng không? Anh Hồ có một cái cảm nhận như em không? Khi mà mình gặp rất là nhiều khó khăn bế tắc trong cuộc sống thì mình thường cảm xúc tiêu cực lắm. Nhưng mà chỉ cần mà mình nhớ đến những hình ảnh như thế này, mình nói chung là mình nhìn xuống mình sẽ thấy còn vô vàn những cái mảnh đời nó bất hạnh hơn nhiều. Và mình cảm thấy mình may mắn, tay chân mình còn đủ đầy đó là một cái may mắn rồi. Mình được lành lặn, có sức khỏe đó là may mắn rồi. Cho nên là mình nhìn xuống để mà mình đi lên, đúng không anh? Và để san sẻ những mảnh đời như vậy. Rồi. Rồi, cảm ơn cô bác anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Còn bây giờ thì các anh em cũng xin chào và hẹn gặp lại ha.